ngày hôm nay mình vừa phát hiện thêm các khu vực gốc lát mới cho các bạn ơi. What? Và mình đố các bạn là mình đang ở gốc lát nào đây? Đó, mình đang ở dưới nước đó nha. Rồi, và các bạn đã biết chưa? Ta-da, và mình đang đứng ở dưới nước ở Pelagia đấy các bạn ơi. Tôi đang ở dưới đất đây. Và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn các vị trí đó gốc lát để các bạn câu cá khổng lồ bóng xấu này nha. Ta-da, và bây giờ mình sẽ là trẻ kêu cho các bạn đó trong cái clip trước nha, để xem các bạn nào may mắn nhất đây. Rồi, và có bao nhiêu comment hợp lệ đây các bạn ơi. Wow, rất là nhiều những cái comment luôn, và có 433 comment hợp lệ nha. Và tôi sẽ chọn một bạn ngẫu nhiên may mắn nhất. Rồi, và bạn này chính là bạn đây 2K5. Rồi, chọn gói bác sĩ vụng về. Rồi, nhưng mình đã rất tiếc là không thể nào tặng quà cho các bạn đây 2K5 này được. Tại vì mình đã phát hiện kiểm tra đó chính là bạn này đã comment spam 2 lần liên tiếp đỏ 2 cái nick luôn. Nên mình không thể nào mà tặng được nha. Rồi, mình sẽ là tìm ra các bạn ngẫu nhiên may mắn tiếp theo nha. Đã còn đúng là 432 cái comment á. Ok, rồi tìm ra các bạn tiếp theo. Và bạn đó chính là Trang Miu. Rồi, và xin chúc mừng bạn nhân chọn gói thiên thần nhỏ. Chúc anh một ngày vui vẻ ạ. À. Rồi, mình sẽ là tặng quà cho các bạn Trang Miu này gói thiên thần nhỏ nha. Mình sẽ là chúc mừng. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái sự kiện mini game này của mình bằng cách là comment cái ID nhân vật, tên nhân vật và chọn một trong 6 gói trang phục ở đây. Đặc biệt khi tham gia các bạn nhớ like video này và đăng ký kênh thì mới là hợp lệ nha. Yeah, boy. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi, nói một chút về cái sự kiện mini game đó. Và có rất nhiều bạn đã comment spam rất là nhiều trên kênh luôn. Đó, u là trời, đã một bạn là comment quá trời luôn á. Để mong là trúng giải mini game của mình. Nhưng mà rất tiếc nha, các bạn đừng làm như vậy là chơi ăn gian đó mọi người ơi. Các bạn đừng có chơi ăn gian nha. Mỗi bạn chỉ comment một lần duy nhất thôi và một cái nội dung thôi mọi người ơi. Đó, chứ các bạn chọn nhiều quá thì nói chung là mất cân bằng và cũng như là nó không có trung thực nha. Và những bạn comment như thế này là không bao giờ trúng được mini game của mình đâu. Đó, tại mình đang kiểm tra với mình dùng cái phần mềm đó các bạn ơi, đã lọc bình luận á. Rồi, nếu các bạn là chơi là nhớ là công bằng nha, đó, đừng ăn gian nữa nha. Mặc dù mình đã cảnh báo và cũng như là thông báo rất là nhiều lần rồi, nhưng mấy bạn này là vẫn không nghe. U là trời, như là không có xem clip hay sao á. Đó, chỉ là biết thấy có vô là tham gia thôi. U là trời, bỏ tay luôn. Wow, và sắp tới là chúng ta sẽ có thêm một cái bộ VIP cực kỳ là ngầu luôn các bạn ơi. Nói chung đây là một cái tin vui dành cho tất cả các bạn nam. Cũng đã lâu lắm rồi kia cũng chưa ra đồ VIP dành cho bạn nam nữa. Ủa là trời, toàn ra đồ VIP dành cho nữ không à các bạn ơi. Và tên của bộ VIP đó chính là Trang Quỷ Lucifer. Nhưng các bạn ơi, đỏ toàn là cái bộ trang phục màu đỏ nè, sừng đỏ nè, tóc nè các bạn ơi. Rồi bộ đồ màu đỏ này rất là phong cách luôn. Và đặc biệt đó chính là cái cánh quỷ Lucifer đỏ nên VIP nha. Và mình thấy là cũng hao hao với cái bộ VIP chúa tể bóng tối lúc trước đây là các bạn ơi. Đấy, nó cũng tương tự nhưng mà cái gói đó kiểu giống như là nó thời trung cổ á, nó cũ cũ á, còn đây là kiểu hiện đại nha các bạn. Ok, cái gì mình sẽ nhận VIP này và review cho các bạn sau. Nice. Ta-da, ngày hôm nay chúng ta sẽ có chiếc hộp bốc thăm kỳ lân cầu vồng đã quay trở lại đây rồi. Nhưng mà mình đã có cái con ngựa kỳ lân này rồi. Wow, và trong số chúng ta có cái bộ trang phục mới nữa, chính là kỳ nghỉ sinh nơi đây. Hôm qua mình vừa giới thiệu cho các bạn xong luôn, bữa nay nó ra kìa. U là trời, ảo thế nhờ. Và có cái chiếc xe pha ly xe điện đó 149k nè. Và cái set này gồm là 5 món nha các bạn ơi. Rồi, nhưng mà mình sẽ là không mua đâu, tại vì là đồ nữ. What? Đó là mình nói thế đó, chứ còn chị Thảo là chị Thảo sẽ làm mua về review cho các bạn coi nha. Wow, chiếc vali xe điện nghỉ mát nè. Đó, rất là cute luôn nha các bạn ơi. Rồi, và thêm cái bộ đồ nữa, mình rất là thích cái bộ đồ đó các bạn. Rồi, tóc chung sinh ni nè. Rồi, tiếp theo là cái bộ đồ đây các bạn ơi. Đó, hình như không phải cái bông tai. U là trời, bông tai ngôi sao sinh ni. Rồi, đó đây mới chính là bộ đồ nè các bạn ơi. Đấy, bộ đồ rất là mát mẻ luôn nha, trang phục kỳ nghỉ sinh ni. Ta-da, và đây chính là set đồ của chúng ta đây các bạn ơi. Đó, dễ thương chưa, một cái hành lý vali đây các bạn ơi, mà nó chạy được nha. Đó, ở dưới nó có cái vạch kiểu giống như là bảy sắc cầu vồng đó các bạn ơi. Đó, đẹp chưa, dễ kiểu dạ quan kìa. Đó, và khi chạy nó cũng có cái hiệu ứng ở dưới cái bánh xe nè các bạn. Đấy, màu vàng kem á, đẹp chưa. Rồi, tốc độ thì nó cũng vừa phải thôi, không phải là nhanh cho lắm nha. Và lâu là cái xe này chỉ được một người thôi nha các bạn ơi. Yeah, boy.
Rồi, và tiếp tục video ngày hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ đó trong cái sự kiện mới nha. Đầu tiên là khai thác khoáng thạch thì các bạn sẽ là đi đập đá nha. Đó, nói chung là các bạn đập một lần là xong à, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo đó chính là nhiệm vụ mua nho ở siêu thị lớn. Và đó chính là cái vị trí để chúng ta mua nho, các bạn sẽ đã tới cái quầy bán thức ăn đó các bạn ạ. À, nãy quầy trái cây đây. Đó, sẽ có 3 loại các bạn mua nho màu tím nè. Rồi, xong thông báo có nhiệm vụ được kìa. Tiếp theo cái nhiệm vụ trồng bông đây các bạn ơi, các bạn sẽ là tìm 3 cái chậu đặc biệt này nha. Và bạn nào mà chưa có cái chậu đặc biệt là các bạn sẽ là tới ở trong khu camping đó, chỗ camper ông người Hàn Quốc á. Các bạn nhận nhiệm vụ đi bắt kiến là xong nha. Rồi, và chúng ta sẽ là trồng cái loại cây phong đường nha các bạn ơi. Đó, cái cây màu đỏ đỏ. Nhưng mà rất là tiếc là ngày hôm nay chúng ta không thể nào mà xong cái nhiệm vụ này được, tại là cái cây này phải trồng thu hoạch trong 24 giờ lận. Đấy, bắt buộc là ngày mai chúng ta mới là thu hoạch về xong nhiệm vụ đó nha. Nãy còn 22 giờ đây các bạn ơi. Và nhiệm vụ cuối cùng đó chính là đi câu cá mực thay ma, thì bạn sẽ là xuống cống và câu bóng hai cho mình nha, rất là đơn giản thôi. Rồi, xong mình đã hướng dẫn các bạn làm tất cả nhiệm vụ trong ngày hôm nay rồi. Đó, ok. Ta-da, và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn đó vị trí ba góc lắc này mình mới tìm được nha. Nói chung mình đã nghiên cứu bữa giờ rồi. Đó, dành cho các bạn nào mà thích câu cá cũng như là câu bóng xấu nha. Đó, nghe các bạn là câu bóng xấu trong những cái góc lát này chưa? Đã, thật chất là các bạn kia đang dùng phần mềm thứ ba để trốn vô những cái góc lát này. Đó, để câu bóng xấu những các bạn ơi, chứ không bao giờ mà có bóng xấu ở đây đâu. Với lại là dùng những cái góc lát này đó để câu những cái chiếc lọ ké mặt đó các bạn ơi. Rồi, nãy nói chung là những cái phần mềm gian lận á. Ừ là trời, rồi ok, mình sẽ chỉ các bạn cách vào góc lát này của mình. Đầu tiên đó chính là các bạn sẽ là tới chỗ bà lại ra và vô cái góc này nha. Có hình chữ V này nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ nói các bạn sẽ lấy thuyền ra nè. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ được vào bên trong một cái góc lát đây các bạn ơi. Đó, các bạn có thể là yên tâm về câu cá thật thích ở trong đây đó nha, mà không bị làm phiền nha mọi người. Để thấy chưa, đang ở dưới đất nè các bạn ơi. Đó, có thể là câu cá về vị trí đây chính là biển sâu nha các bạn. Đấy, khu vực này chính là khu vực biển sâu đó nha. Ok. Và mình còn nghe đâu là ở trong này các bạn có thể là câu được cái con cá quý hiếm, và nói chung là câu nhiều cá xịn sò lắm. Đó, các bạn có thể vào đây và test thử nha. Đấy, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn các vị trí khác nữa. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ là vô trong bà lây dạ nha các bạn ơi. Đấy, chọn Battle Forest nè. Đó, tì lì cho nó màu nha. Rồi xong. Rồi, và đây chính là cái khu vực mà bạn Mi Ho để dùng để câu bóng xấu nha các bạn ơi. Ủa là trời, ảo thế nhờ đó. Và nói chung là những bạn mà dùng những phần mềm thứ ba rất là thích những cái khu vực này nha. Đó, thực chất là đây không phải là câu kéo bóng xấu thiệt nha các bạn ơi. Đó, đây kiểu giống như là phe kia bóng xấu các bạn. Đấy, dễ bóng xấu á, nhưng mà thực chất là câu bóng xấu. Các bạn đó là phát vòi rồng đó mọi người ơi. Đó, phe kia vòi rồng để câu bóng xấu nè. Ủa là trời, bỏ tay luôn các bạn. Đó, các bạn không nên bắt chước theo nha, sẽ có nguy cơ bị khóa ạt đấy mọi người ơi. Đó, các bạn cần phải là chơi bình thường như mình nè. Rồi, để vào trong cái góc lát thần thánh đó, các bạn sẽ là vào trong cái chỗ ở đây các bạn ơi. Đó, sau cái chỗ bắt sau móng rổ á. Đấy, sẽ có một cái góc ở đây, các bạn sẽ là chạy vô cái chỗ này nè. Cái này thì các bạn chịu khó là chạy liên tục nhiều lần nha. Đó, xoay quay xoay lại nhiều lần và chọn cho mặt nhỏ nha các bạn ơi. Nãy thì hơi xui, các bạn sẽ vào được bên trong nè. Wow, đó, mình đã vào trong góc lát thần thánh này các bạn ơi. Còn nghe nói vừa này cũng là câu rất là nhiều cá hiếm và cá xịn đây. Nãy có thể là dùng tiền để câu cá được nha các bạn. Ok. Rồi, để mình xem câu được cái con đầu tiên là con cá gì nào. Và vị trí câu ra đây chính là câu biển sâu luôn nha các bạn ơi. Rồi, lên một em cá hồi đại Tây Dương. Rồi, tiếp theo vị trí thứ ba mình muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn. Rồi, nói chung là cái vị trí này cũng khá là quen thuộc á, nhưng mà chắc có lẽ là nhiều bạn cũng không biết đâu, đó chính là cái vị trí cái trong cái hang đá Bonobono này nha các bạn ơi. Đó, các bạn sẽ vào trong cái hang đá này và lấy xe ra nha. Ngay lập tức là chúng ta sẽ được đưa xuống ở dưới biển nha các bạn ơi. Đó, ảo thế nhờ. Và đây cũng là một trong những cách mà các pháp sư rất là thích đó dùng để câu bóng xấu nha các bạn ơi. Đó, không bị ai làm phiền nha. Đó, mọi người là hay trốn xuống dưới đây để câu mình lắm các bạn ơi. Đấy, và có thể là câu được nha. Đó, câu vài biển nha các bạn ơi. Và có một cái tin buồn chính là sắp sửa là chỗ này sẽ bị biến mất nha các bạn ơi. Oh no. Đó, ù là trời, Bonobono sắp sửa là biến mất vào ngày 25 tháng 7 rồi đó các bạn. Đấy, thì các bạn nào mà chưa câu ở chỗ này lần này, các bạn là xuống đây và câu thử nha. Đó, cái vị trí chuẩn bị là biến mất đi các bạn ơi. Và nếu cái chỗ này mà bị biến mất thì mình sẽ là nghiên cứu đỡ những cái cách khác để đi xuống đây nha các bạn. Nhưng nói chung là hiện tại mình đã phát hiện ra cách này thì nó rất là đơn giản và cũng như là rất là dễ.
còn có nhiều cách khác hơn nữa. Ok, và các bạn có biết phát hiện xem cái vị trí góc lát nào thì hãy là comment dưới đâu này cho mình biết nha. Đó, để hôm sau mình sẽ là khám phá tiếp tục. Đó, đi cho các bạn coi. Và các bạn có thể dùng cách này để chơi mọi người rất là vui á. Đó, nhưng mà đang đi chơi các bạn này nè. Này, đứng dưới đất chát lên nha các bạn ơi. Đó, sợ mẹ chưa bạn ơi? Đứng dưới đất cười lên kìa. Đó, thấy chưa? Hello, chào. Ừ là trời, sợ chạy luôn kìa các bạn ơi. Đó, thấy chưa, mình nhắc me cái mắt hồn chạy luôn kìa. Rồi, ok. Vậy như vậy cái video clip của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Bye, yêu. Ta-da. Hình như là cái vị trí này không thể câu kéo được các bạn ơi. Mình nhớ lúc trước là chỗ này câu được mà ta. Nhưng mà bây giờ mình thử là câu không có được. Hình như là đã bị cấn hay sao các bạn. Nên chỗ này bây giờ nó sửa lại hay sao, không câu được.